Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Là một người bao dung trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ 15 quan tâm đến cảm xúc của người khác. Năm 1922, thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau vài thế kỷ đối đầu, thống soái thổ Nhĩ Kỳ Kemen phát biểu một bài diễn thuyết kiểu Napoleon. Ông nói đích đến của các bạn là Địa Trung Hải và lịch sử thế giới cận đại đã diễn ra một cuộc chiến tranh tàn khốc ác liệt nhất và cuối cùng chiến thắng thuộc về thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã thành công đuổi Hy Lạp ra khỏi lãnh thổ quốc gia khi hai vị tướng lĩnh Hy Lạp đến cơ quan đầu lão Kemen đầu hàng, binh sĩ thổ Nhĩ Kỳ đều lăng mạ chửi bới, kẻ thù không đội trời chung đã bị họ đánh bại. Nhưng Kemen vị tướng thân chinh chỉ huy cuộc chiến này thì không hề có một chút ngạo mạn của kẻ thắng lợi. Điều bất ngờ là khi hai vị tướng đến trước mặt Kemen, ông còn lịch sự nói mời hai vị ngồi, đồng thời ông bắt tay họ nói một cách thân mật hai vị đi đường xa chắc mệt rồi. Hai vị tướng lĩnh hy là vô cùng kinh ngạc, họ chưa bao giờ thấy cách đối xử như vậy đối với tù binh. Lúc này Kemen lại lại dùng khẩu khí của một quân nhân an ủi họ. Thắng bại của chiến tranh không ai nói trước được điều gì. Lúc mình chắc chắn chiến thắng trong tay cũng có thể bị đánh bại. Hai vị tướng Hy Lạp cảm động trước sự rộng lượng của Kemen để cho người khác một cơ hội cũng chính là đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ cho họ, hiểu và thông cảm với họ. Kemen là một người như vậy. Chúng ta có thể rất khó làm được điều như Kemen. Nhưng chỉ cần nhớ rằng cho người khác cơ hội giữ thể diện cho họ thì người đó chắc chắn sẽ cảm động vì tấm lòng của bạn qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành học cách xử sự của tướng quân Kemen cho hai vị tướng một lối thoát tế nhị khéo léo tránh được những trường hợp khó xử ngượng ngùng đây là sự hành xử vô cùng rộng lượng mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới cảm ơn các bạn đã theo dõi video